Bây giờ mày vừa bắt thằng nào bắt cứ lại, tao lấy giò này, tao nhét cái họng luôn mày. Ok. Chạy xa chạy luôn. Chạy đi luôn. Chớ mày chứ. Chạy 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 thôi. Hello các bạn à. Cái đầu xanh lên trời nắng nóng quá trời nắng nóng ơi. Đi toilet mà đổ mồ hôi luôn. Từ nãy giờ đi toilet các bạn. Mình mới suy nghĩ được một cái trò chon mà thật sự nó hơi mất vệ sinh xíu nha bạn. Hôm nay mình sẽ chọn một trong hai người bạn. Ông một là ông te, hai là ông sạc. Tổ hồi nãy giờ mình có nhắn tin mình xin nhanh với ông lùng rồi nha bạn. Mình kêu ổng là qua bên ông hàng sớm để mà xin một miếng ở bối nha bạn. Ở bối nha. Rồi xong rồi sẽ chạy lại cái chỗ mình hay mình có chơi tổ chức trò chơi chơi các bạn. Giấu ở bối trước đi. Xong rồi một hồi á, mình xong rồi bây giờ mình sẽ vô trong là chạy. Mình sẽ gù quến ông Sàm chơi một cái trò chơi này của mình nha bạn. Hôm nay mình sẽ gù quến ổng để mà hai người bỏ tiền ra tổ chức trò chơi các bạn. Để mà mình tự giữ tiền của mình nha bạn. Bây giờ ông lùng là ổng đang đi xin bảo bối vậy nha bạn, để mà đem lại cái chỗ trò chơi bên này mình để giấu nha bạn. Mình sẽ ra ngoài và chạy rủ ông Sàm chơi chơi nha bạn, rồi xong rồi đợi ông lùng về là quất nha bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì lúc nãy ở trong trò nha các bạn, thì thằng Quay Phim nó có đề xuất với mình một cái trò chơi và nó rủ mình là nó và mình sẽ đầu tư cho trò chơi hôm nay, đó chính là mỗi người 5 xị, hai người là 1 triệu nha các bạn. Đúng. Cái trò chơi này quá hợp lý nên mình sẽ đầu tư vào trò chơi hôm nay nha. Ok. Là trò chơi như thế nào thì Quay Phim sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn nha. Ông giới thiệu đây. Rồi mình giới thiệu luôn nha. Yes. Là hôm nay anh em mình sẽ có trò chơi là bịt mắt, đá banh và nhận thưởng nha. Đúng. Thì Quay Phim nó sẽ đầu tư cho 500, mình sẽ đầu tư cho 500, là hai người 1 triệu. Tiền đâu em? Đây. Hè với ra không có đưa giữ nha. Thì ông giữ 500, tôi giữ 500. Qua đó giữ hả? Ừ. Đủ. Đâu bỏ bài. Móc cái này qua không nội ơi. Nè, hung nhau cái đây. Đủ. Rồi hai mày chạy tiêu rồi tao bị mất 5 xị. Bây giờ là không có tin thằng nào hết trơn không nè. Không có tin tao không biết tao nữa chứ tin ai hết trơn. Bữa nay chốt đời vậy đi. Nào thắng thì chào giải thôi chứ không có gì. Cà lem nó khùng các bạn. Tính ra nó kêu mình đưa cho người ta 5 xị, còn cái phim đưa cho nó 5 xị. Hai nó vỗ tay cái bẹp, hai nó chạy mất tiêu. Mình quay phim. Đâu, vỗ tay dễ chạy quá. Đơn giản nghe hợp gối. Chạy gì lại ông với Quay Phim. Thôi tính ra mà một ngày mà làm chừng 10 lần vậy thì mau già nó thiệt luôn. Đúng. Tại vì hai bay cứ nghĩ là tao với Phim lúng rồi, bởi hai Phim dễ ăn lắm. Coi lắm. Ông với Quay Phim có sàn rồi. Không. Đá tản giống không á. Tao xi măng đường chảy không quá. Tao xi măng nó khô luôn rồi. Tao xi măng nó khô rồi. Rồi. Cuộc chơi anh em rất là đơn giản các bạn. Đó chính là bịt mắt, đá banh và nhận thưởng nha. Hôm nay anh em mình sẽ có nhiều vòng đá để lội trực tiếp và sẽ là vào chung kết, đấu một trận chung kết. Ai thắng sẽ nhận 1 triệu. Ok. Ê, có bảng A, bảng D, bảng B, bảng C đúng không? Có, là vòng bán kết, vòng tứ kết, vòng chung kết. Đủ. Ok. Nghe hấp dẫn vậy trời. Nghe hấp dẫn không? Ok. Là hôm nay anh em mình sẽ làm Valentino. Ok. Đây thì anh em mình là cầu thủ đá banh mũ nha. Đó. Gớm. Gớm. Đây là trái banh mũ. Mày đá banh như trời đâu phộng. Đá banh là đánh ba đó. Mày bất hiếu như trời. Không bất hiếu. Không bất hiếu. Rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Đây nha bạn. Câu vuông này là trái banh nha. Khung thành của anh em ở đây nha. Đó. Okay. Người đá bịt mắt, người chụp bịt mắt luôn. Ok. Là mỗi người sẽ có 3 lượt đá. Giống như là tao chụp trước thì thằng đá sẽ đá 3 trái, xong tao chua lên tao đá, thằng kia sẽ là chụp 3 trái. Ok. Trong 3 trái đó, gà mà thằng nào sẽ bị vô nhiều nhất là đó sẽ bị lội. Thì cặp kia cũng vậy luôn, sẽ có 2 thằng bước vào chung kết là 2 thằng thắng. Ủa này chơi đơn phương không? Chơi đơn phương không. Chơi cô đơn vậy? Rồi đúng rồi. Thằng 3 trái. Thằng nào mà vô nhiều nhất là thằng kia lội, thằng chụp đội đó. Ok. Thằng nào để vô thì nhiều nhất bị lội. Ừ đúng rồi. Bị lội. Thì cặp bên kia cũng vậy, thằng nào để vô nhiều bị lội thì hai thằng sẽ đấu với nhau. Chung kết á. Trong trận chung kết thì hai đấu với nhau. Đá vòng lội đó. Thằng nào thắng được giải. Một chai. Một chai. Đủ. Nhưng mà một chai tao nói trước nha. Tao chỉ có 5 xị thôi. Ừ. Nếu như thằng nào thắng tao đưa 5 xị rồi, bà Huy không đưa là bị dưỡng thôi. Đây, tao chơi đàng hoàng nha. Nè nè. Đâu đó, đâu đó, gọi nha. Ông ơi, gọi nha. Tôi cũng sợ quá.
Ok. Ok. Bây giờ là bây giờ phân cặp ra đó trước nha. Rồi, bây giờ bố anh em mình sẽ ưu quế để chọn cặp. Cặp đó trước. Trắng rồi trắng. Đeo qua đen. Chị lẻ không chị bộ nha. Bộ chị lẻ ha. Ai chơi chạy. Ok. Rồi bây giờ anh em mình sẽ bước vào cuộc chơi mà. Thì cuộc chơi hôm nay là chỉ có thắng và có thưởng chứ không có phạt nha. Bây giờ anh em mình chơi hết hết sức bình sinh là được rồi. Ok. Okay. Chơi dứt. Có sức sức lượng nhiêu chơi hết đi. Chơi. Ưu quế nha. Ưu quế. Tôi thử tay cái mới tới chân rồi. Ok ok. Tại tối nay mày về mày múc ban là vừa hẹn luôn. Tôi sẽ mang múc luôn. Mày có tay mày, mày có tay một mày có tay một lần nữa tao múc mày luôn không cậu? Ok ok ok. Lần này chơi. Vô. Ô quế. Trời ông bị lú rồi. Trắng với đen trong bộ vậy á. Mù màu mù màu. Mày bị lé gì? Mày thứ 7 không? Mày lé không? Đậu. Mày lé mày lé. Nãy giờ trắng trắng đen đen gì cái. Mày với mày phi. Trời. Trời. Áo lông xuống xì giống lên ông lùng. Mày không chạy ơi. Tại sao chứ nè. Cặp mà cặp cặp đấu của mình sẽ xuống xì cặp đấu bên kia. Ok. Rồi tự xử. Thắng đi trước hay thua đi trước? Ông muốn sao nè. Thắng đi trước luôn. Ok nè. Thằng nào xin xì mà ok. Mập xin xì hay ngắm. Tủ ba nó cắt đầu. Không được. Rồi. Đi trước là ổng có kinh nghiệm đâu. Đi trước là ổng có kinh nghiệm đâu. Đi trước thì gặp nhiều ước, đi sau gặp nhiều ước đau, đúng không? Ôi sợ đi trước là mình đá tào lao nữa nè, chưa biết kỹ năng. Tào lao thì gặp mía lao. Rồi hai ông coi ai đá trước trước kìa. Thẩm thầy coi coi. Nào đá trước, nhà nào chụp trước, giờ nào đá sau chụp sau. Ok. Thắng đá trước, thua chụp trước. Trò chơi này sao rồi chia thằng đủ lỗi dân trời. Phải chia chứ, đàng hoàng chứ. Chia khéo, chia bộ, biết sao vậy? Chơi cái giọng nọng xung xị chơi trời gối với ta. Chứ sao, công bằng mà. Vậy thế thôi bây giờ, xung xị quýnh lộn đi. Bây giờ nào thắng là chia trước. Được không? Vậy. Rồi ok, thắng đi chết nè. Thắng sao? Thắng chơi luôn. Vô thôi làm giặc đó. Thắng chơi trước ba ba. Ok. Hiểu ít các bạn cảm nha. Tại cơ cái này mình thức đêm trong con giết cái đầu mình nó lú hơn con cú như bạn. Không nói chung là ông mồ hôi ít lắm nha ông Sam. Không phải là mồ hôi. Mày nói mồ hôi mình nói thôi. Mồ thơm hả? Bậy bạ không? Mồ chôm hả? Cờ lô muối. Cờ lô muối hả? Bậy. Cái gì nè? Cái gì tao dây gì mày nói cái cái đầu vậy? Nó bị bóng mấy cây. Da quá quá. Da gì? Em nói cho đây trước đi. Tao cần nghĩa không hiểu. Không không. Rồi chơi. Nha. Ok. 1 2 3. Vậy mình đã trước các bạn. Ừ. Mình đã trước. Là ta chụp. Ta đá ba trái. Mày chụp ba trái xong ta bay tôi chụp ba trái mày đá ba trái. Mà không đá được không? Chứ tôi chụp là bao rồi đó. Ok. Đây tao một bao quần nách. Tôi chụp là hơn phim của. Nếu như tao nói tao là tao nói nếu tao nói với tao là hơn Ronaldo thì tao nói tao nói xạo. Ronaldo béo hả? Béo đúng rồi. Mình thử. Tôi là cái ông nào chụp bằng cái gì quên rồi nè. Chụp bằng banh đi. Quá đã đi. Bằng banh là gì? Tôi là chụp hay nhất Việt Nam luôn nè. Chụp không ra. Mày hay nhất Nam mà mày chụp hay nhất Nam mà mày giữ luôn rồi. Còn tay nào chứ không được. Được danh là chụp học á. Chụp học này. Rồi. Được danh chụp gái vậy? Nói vậy mới chụp chúng chứ phải là hư hỏng. Rồi. Thưa với ta. Đậu không thấy được chụp 100 cái 99 cái kéo. Không vậy không thấy đâu nội. Đây. Thấy ông ăn tôi sao? Rồi đừng có xiết nha. Xiết điếc đầu tay. Chụp chụp chúng rồi tao đi lậu luôn á, bú. Rồi chưa? Ok. Cái gì? Thấy nè ừ. Rồi đó. Ba phê rồi đó. Khoan. Thấy mỏng mỏng nha. Trẻ cái đầu 5 năm của anh Bo đang trưởng rồi. Thấy mỏng mỏng nha. Anh cho mày chụp cho nó ngầu không? Thấy mỏng nha. Thấy mỏng là sao? Mỏng là sao? Rồi không thấy gì chứ. Ông lậu đi đâu. Mỏng cái nguyên mỏng quá. Mỏng như vậy. Thấy mỏng là không mà mỏng thấy. Là ông ấy đó. Mày giống bố trời nó kiểu hiểu luôn. Mỏng đậu hồng ai vậy giống mày thấy mỏng mỏng nghe ai giống nha tôi vô chung kết luôn rồi tôi quyết định luôn rồi giờ mày thắng rồi mày nhận kiểu rồi tao sao ra tôi nhận em giữ rồi đây trời trời đứa chịu xíu hôi nhẹ vậy đậu phộng khập xuống con mập mẹ lao đi đậu phộng á mỗi mày hỏi mày không có u a liên cái gì vậy u a liên đâu mẹ không tăng cường chiều cao nha u a liên thôi nói chung là nhớ lên lương tháng này nhớ đây vừa tiền lại mua Milo nha. Rồi nó tăng cường chiều cao. Anh hai nó đứng ngay cái công hành chưa chạy. Chúng đi anh hai. Chúng đi để ông cụ ông lụt xong cái đi. Ủa cụ sạch không có gì. Thằng ơi đâu mà thúi dữ mẹ. Mồ hôi không nãy giờ không á. Tôi mới nhét nó. Ông nghĩ mày nói mồ hôi tao thúi thằng bú. Ừ. Mồ hôi 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 làm thúi. Tôi mới chùi vô hắn á. Tôi mới nhét nó tôi á. Nhét nó đẹp vậy. Sao em chùi đi. Rồi, dắt ông lại đi ông lụt. Để em chỉnh anh hai lại. À. Cho đụng hai cây cái đêm rồi. Đây. Nghe, cái này nha. Ờ ok. Quên kia nữa. Rồi. Rồi đứng ở giữa nha anh hai, rồi ngay giữa nè.
đâu. Thèm nha. Coi. Nè. Nói chung là đá hết ra nha, đá mạnh nha. Ờ chừng đó. Đâu khoan. Hôm nay quên em cái quần bằng sắt trời đá bộ chỉ huy chắc con văn sát luôn đó. Rồi ok. Rồi. Mà ta đứng ngay đây chính giữa chưa? Chưa, ngay xéo rồi. Nào, đứng bên đây nào, đá mới hay nè. Rồi đó, ok đó, nghe đó. Thấy chưa? Ừ, nghe dữ chưa? Đúng rồi đó, đá thẳng đi, thẳng qua. Nè, cái mặt ông nè, quay qua đây. Đó, nghe thẳng đó, nghe ông đây luôn đó. Mang cha cho ông ta khởi động đập. Rồi ok chưa? Ok. Rồi nha. Rồi. Bạn cho hú môn ta khởi động đâu, không cái tướng ông đá cho tôi banh xác luôn á. Rồi. Quý tất cả các hy sinh chỉ có 3 trái thôi nha. Đó là thằng te nó win chắc rồi, chịu nổi đâu. Ok chưa? Cái này chắc bay tới ngoài ruộng kia. Nè, sẵn sàng chơi đi, tôi đi nha. Chưa? 1. Te bay ruộng nè. Ok, tôi làm banh cho. 2. 3. Ông đá gì vậy? Ủa, ông muốn ra ngoài hả? Xin chúc mừng không? Nó không ra ngoài đâu, nó văng. Tôi nói ông nó văng cái cục hành ở đây mà nó văng tốt rồi kia. À, mình ta đá sao cục hành dữ không? Ông đá ngay nhưng mà cái banh nó sấy. Đá sấy gì trời? Ai biết không? Tôi đá bình thường mà đá. Ông còn có 2 trái nha, tới tôi đá rồi cho ông biết cảnh đời. Ủa tôi đá bình thường sao bắt gì sấy trời? Ai biết cái chân ông bú chết mồm. Người ta bay ở đâu bên xa gần mới biết. Đây với mưa á. Vậy cho cục hành đi, mày đá đi mưa giúp con. Ừ. Thấy anh lắm luôn. Ok chưa? Quá cái tên là làm chân trụ rồi hả? Mới biết được cho anh nằm đâu rồi hồi xuống trong cô. Rồi. Ok chưa? Ok. Rồi ok chưa? Ok. Ok. Rồi ok chưa? Sao mình đổi nghề là mình nghe te đứng hướng này mà đá đâu dưới mương dưới trời. Tôi đây nè ba. Rồi nha. Rồi. Ông không đá, tôi nghe cái gì mà nhậu xuống đất sao mà nhậu ở đâu á. Mà tại sao mà tao đá cái nằm dưới mương dưới tàu lao dưới trời. Tao hỏi hàng nói kìa, tôi thấy đường gấp ngồi đâu. Cái gì? Rồi. Chuẩn bị nha. Ý là tao hỏi mày nè. Tao nghe hướng mình đứng đây nè. Ừ. Mà tao suốt sao mà tao suốt qua đây được hay vậy? Do cái chân ông đá ở tôi trời. Rồi chơi nha. Gì nó bú vậy? Cái chân ông. Đấy nè, để mọi bài nha. Cái chân tao chân lưng cái gì vậy? Vô nha. Vô. Chơi. Một. Hai. Ba. Thôi vậy. Dắn ngủ rồi. Dắn ngủ rồi. Đá ngoài dắn ngủ rồi. Dắn ngủ rồi. Cái gì quá thú chạy đâu ngủ rồi chứ có đâu biết chạy đây lắm ai ông sạp xuống lụng xuống bụng lên lụng cho ba lắm lụng ai mà cho ông lộ đi ông đá dở quá gì chạy đậu bổ cũng đành em đá đá cái nào xuống ruộng chứ không vô trời thôi là thủ môn này giống như là thằng bú không dám nhận bú không tôi nói chung là ông rất có năng khiếu đá banh nha hả hai trái ra ngoài hết hai luôn đi chạy mày tao nó ra ngoài thứ bữa nào đó điều chỉnh lại chạy ra ngoài nè bây giờ tôi kêu nè để chân ở đây ừ đúng rồi đúng để chân ở đó nha ok để chân ở đó nha ừ để ông lùn lên cho banh lên cái sao đá xa dữ trời đá mạnh nè ông đá gì bấm vô ông sạm ủa đá đó đá mạnh mà đá đồ hơn là vô bắt đầu cách lốt rồi lại lên lùn ơi lâu đi trời nãy giờ chưa sớm vô võ tay lại ông ơi cái gì nãy giờ là mấy ông xuống mày có biết là cái người đá mạnh nhất thế giới này không tao với ai ừ ông đá nãy giờ có đụng tin ra tao đâu mạnh nhất thế giới rồi vô tôi có lót chứ đưa đưa ai dính cái chân vô ông xạo ông lùn nè từ từ nha đi chạy nãy giờ nè cái cuối cùng của ông đó nha không cái rồi ok chưa rồi sẵn sàng chưa nè bây giờ tôi nói ông chứ thôi khoan nãy giờ tôi bay đậu không khi nào tao đá vô tao đá bay nó không vô không vô hết thèm bây giờ tôi nói ông nè ông chỉ còn một cơ hội cuối cùng đó bây okay. Giờ ông không đá vô nữa là thôi to luôn á nha đúng ok bây giờ nè tôi đến nha ông ta chuẩn bị cho anh ta chứ này chứ này ông chỉnh là ngay luôn rồi đó nha ông còn có trái cuối cùng nữa nha rồi nha chuẩn bị 1 2 3 trời ơi cái quân quẹ hơn 7 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà chứ phải tôi đấm cho mình Ủa, 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 ủ
rồi đâu, bỏ tôi ra trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi, gì ở đây? Sao mình mãi ra dính nhiều vậy? Đâu có chạy đâu? Mày liếm vào đây. Các bạn coi mình mấy anh hai mà dính nhiều lắm. Ê, nói chung là ông Sầm, ông bị bắt tôi rồi. Nói chung là ông tôi rồi. Tôi dụ ông chơi cái trò này thôi, hồi nãy ông lụm đi công chuyện là ông đi lấy bò. Cứ vậy các bạn, cái dọn có gì đâu, dọn sạch sẽ mà. Trời, cái bò đâu dính đây rồi, chết lại. Mày lấy dọn đây đậu, bò dọn nó cùi luôn nè. Chú dọn cưa chưa. Ê, mày nãy sao mà chơi cái trò dưới quay đậu. Cái đó là cái gì, kiểu như là suy nghĩ tự nhiên của tôi thôi. Quá tuổi. Ê, tôi bắt cười. Hồi nãy ông sợ ông đá cái bẹt cái răng mình hai nhẹ lắm. Chung nha. Chung. Ai, nói mày nghe nè. Bây giờ mày vô bắt thằng nào bắt cứ lại. Tao lấy cái giò này, tao nhét cái họng luôn mày. Ok. Chạy xa chạy luôn. Chạy đi luôn. Chứ mày chứ. Trời chạy chạy luôn. Ôi. Trời chơi diễn gớm á, đụng ghê quá, ghê quá. Nói chung cái tay mình thú luôn rồi. Không phải ông Sầm, cái lưng ông kìa, cái lưng ông đấu quá kìa đó. Đấy ơi, đấy ơi. Không, nói chung là cái bàn tròn này của mình á, nó hơi mắc xinh xíu, nhưng mà vui các bạn. Mày hay lắm đó. Hai ổng cái này, hai ổng. Hai ổng chạy nhẹ lắm. Ông Sầm, thấy vui không Sầm? Vui không Sầm? Nói chung là đã ông Sầm suốt một cái một ha. Mình mấy anh hai của mình dính không còn cái gì luôn các bạn. Hai lần cái lộn dính luôn. Tại ổng tử vậy. Nói chung là bạn chọn này hơi bị vui luôn các bạn. Tuy mà hơi bẩn xíu nên nhưng mà vui lắm các bạn. Các bạn thấy anh em mình sắp xếp các bạn chọn này hay, các bạn nhớ like cho anh em mình nha. Xin hoạt quá. Thôi nói chung là các bạn nhớ thấy clip này hay nhớ like cho anh em mình thôi. Thôi ông về nhà ông chuẩn bị ngoại tử của mình đâu luôn kìa. Quá à. Nói chung là phân bò bạn nó cũng sạch nha bạn, tại cỏ mà bạn chứ không có gì vậy mày. Nãy mình dám cầm dám bóc luôn mà sợ gì. Thôi giờ anh em mình xúc clip đây bạn, các bạn nhớ hãy nhớ like cho này các bạn. Bye bye nha. Bye bye nha.